Thưa quý vị và các bạn, việc vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ của nhà nước và triển khai cho các hộ khó khăn được tiếp cận nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Bản Lang xác định đây là một trong những giải pháp chủ yếu trong công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương. Từ nguồn vốn vay ưu đãi này, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã đã có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, giúp tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Gia đình anh Lù Vần Trung trước kia cũng là một trong những hộ khó khăn của bản Sàng Giang, xã Bản Lang. Nguồn thu của gia đình anh chủ yếu phụ thuộc vào việc trồng trọt và chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập không ổn định. Năm 2019, được vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ cận nghèo thông qua tổ chức đoàn thanh niên xã nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Cùng với số vốn tích lũy được, anh Trung đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi trâu sinh sản. Nhờ chăm sóc cẩn thận nên trâu sinh trưởng, phát triển ổn định. Đến nay, số lượng trâu trong chuồng của nhà anh đã lên tới hàng chục con. Với số vốn ban đầu gia đình tự có và đến năm 2019 được vay 50 triệu Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư mua trâu sinh sản. Đến nay gia đình đã có gần chục con trâu giống để thu nhập cho gia đình. Và với số đàn trâu đấy, tôi phải chăm sóc và tiêm phòng các loại dịch bệnh để cho đàn trâu phát triển, đem lại kinh tế cho gia đình. Trong năm thì đoàn thanh niên xã đã xây dựng kế hoạch để đi kiểm tra giám sát tất cả các tổ tiết kiệm và vay vốn do đoàn thanh niên quản lý. Và trong quá trình kiểm tra giám sát, các tổ tiết kiệm cũng như thực hiện tốt các cái quy trình lưu giữ hồ sơ, còn các hộ dân là thực hiện vay vốn về sử dụng nguồn vốn đúng mục đích để phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các mô hình để phát triển kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã Bản Lang hiện tại vẫn còn trên 57%. Để từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo qua từng năm, ngoài việc vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ của nhà nước, xã Bản Lang còn xác định nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội là một trong những hướng đi giúp các hộ khó khăn có điều kiện vươn lên trong phát triển kinh tế. Thông qua 26 tổ tiết kiệm và vay vốn, toàn xã hiện có tổng số 1.062 hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ trên 64 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn vốn vay, xã đã vận động nhân dân sử dụng vốn vay đúng mục đích và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nhiều hộ đã có thu nhập ổn định, đời sống người dân đã không ngừng được cải thiện, nâng cao. Thì qua quá trình kiểm tra thì thấy bà con sử dụng nguồn vốn rất là tốt, đặc biệt là hiện nay là cái khâu chăn nuôi đàn lợn, đàn trâu bò trên địa bàn. Thế thì quá trình bà con vay vốn về mua con giống để chăn nuôi đến lúc này để thấy cái sự phát triển để tăng thêm thu nhập cho các hộ gia đình. Đặc biệt là làm công tác xóa đói giảm nghèo trong cái thời gian tới thì rất là có cơ sở để chấm điểm cho các hộ thoát nghèo. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các tổ chức chính trị xã hội, nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện ủy thác thông qua các tổ chức hội đoàn thể đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của địa phương.